Câu chuyện xoay quanh rủi ro lạm phát vẫn là tâm điểm chính khiến cho thị trường thế giới rung lắc trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, khi đối mặt với rủi ro lạm phát trong một môi trường chính sách tiền tệ nới lỏng và mặt bằng lãi suất thấp, các tài sản như vàng, tiền số, bất động sản và chứng khoán vẫn đang được hưởng lợi trực tiếp. Có lẽ một mùa lễ hội Halloween đã qua và thời khắc đẹp của một năm mới với hiệu ứng Santa Claus sẽ đem đến quà cho những người sẵn sàng chờ đợi. Chỉ số lạm phát tháng 10 tại Mỹ đã tăng vọt lên mức 6,2% so với cùng kỳ năm trước, một lần nữa khẳng định lạm phát thật sự trở lại. Điều này phản ánh những hạn chế của chuỗi cung ứng và sản xuất, đồng thời là kết quả của sự phục hồi kinh tế nhanh sau một cuộc suy thoái ngắn và sâu duy nhất liên quan đến COVID-19. Thông thường, giá của cổ phiếu phản ánh khả năng sinh lời của một công ty và khi lạm phát xảy ra, doanh thu theo đó thường có xu hướng tăng cao hơn. Điều đó có nghĩa rằng cổ phiếu thường là công cụ để phòng ngừa rủi ro lạm phát. Trên thực tế, thị trường chứng khoán toàn cầu tính đến hết tháng 10 đã liên tục thiết lập đỉnh mới đi kèm với kết quả kinh doanh quý 3 vượt trội của nhiều công ty có sức ảnh hưởng lớn tại Mỹ và châu Âu. Tại Việt Nam, áp lực đối với vấn đề lạm phát cuối năm là hiện hữu khi giá xăng dầu liên tục tăng cao theo thế giới, chi phí đầu vào của nhiều mặt hàng thiết yếu dẫn đến giá thực phẩm tăng cao theo đó. Tuy nhiên, đến hết năm 2021, HDC dự báo lạm phát sẽ tiếp tục được kiểm soát dưới 4%. Đồng thời, trong môi trường lạm phát như hiện nay, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, dầu khí, bất động sản, sản xuất vật liệu và hóa chất sẽ tiếp tục được hưởng lợi. Câu hỏi về vấn đề khi nào tăng lãi suất sẽ còn là đề tài tranh luận ít nhất đến giữa năm 2022 khi có thêm những thông tin mới về tốc độ hồi phục kinh tế và rủi ro lạm phát kéo dài. Hiện tại, khi Việt Nam bắt đầu dần hồi phục kinh tế và các gói kích thích mới đang được thảo luận, chúng ta vẫn tiếp tục kỳ vọng vào một môi trường chính sách nới lỏng còn nhiều dư địa để triển khai. Lãi suất liên ngân hàng trong suốt gần 11 tháng đều ở mức thấp dưới 1% và thanh khoản dồi dào. Rủi ro nợ xấu tăng nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát chủ động của các ngân hàng và là bệ đỡ cho toàn bộ nền kinh tế sau này. Chúng tôi cho rằng, ở một môi trường lạm phát cao đi kèm với sự hồi phục tiêu dùng được duy trì, đặc biệt tại các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc và châu Âu, các doanh nghiệp Việt Nam có tỷ trọng xuất khẩu lớn qua các thị trường quan trọng này sẽ được hưởng lợi lớn. Có thể kể đến các ngành như thủy sản, sắt thép, cao su, dệt may, gỗ và các sản phẩm từ gỗ, v.v. Xuất khẩu là điểm sáng và là trọng điểm trong sự hồi phục kinh tế của Việt Nam tại một chu kỳ kinh tế mới. Do đó, những tín hiệu tích cực từ hoạt động xuất khẩu sẽ tạo cú hích lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Số liệu đã chứng minh xuất khẩu đang hồi phục mạnh. Xuất siêu quay trở lại ở mức 125 triệu đô cho cả 10 tháng đầu năm và chỉ tính riêng tháng 10, xuất siêu đã đạt mức 2,7 tỷ đô. Để hiểu sâu hơn về các nhóm ngành và sự vận động xu hướng tại Việt Nam và thế giới, quý nhà đầu tư có thể tham khảo thông qua các báo cáo và tham gia các buổi livestream và hội thảo định kỳ của HSC.